Tiếp theo các em theo dõi đến bài số 5. Đầu tiên là chúng ta cùng nhau đi vẽ hình. Đề bài cho tam giác ABC có cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Tam giác này có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Thì đầu tiên em lấy compa ra, chúng ta vẽ đường tròn tâm O. Sau đó chúng ta vẽ tam giác ABC nội tiếp ở trong đường tròn này và cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Đây thầy vẽ cạnh AB đây. Và đây là cạnh AC. Cạnh AB nhỏ hơn cho nên cạnh này sẽ cách xa tâm của đường tròn hơn, còn cạnh AB lớn hơn thì sẽ gần tâm hơn. Đây là tam giác ABC. Tiếp theo chúng ta vẽ các đường cao BD, CE, AF. Đây thầy vẽ đường cao BD này. Đường cao CE đường cao thứ ba là AF. Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm. Ba đường cao là cắt nhau tại một điểm đặt tên là điểm H. Ở đây điểm này điểm H. Phần thứ nhất là chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp. Tứ giác này BCDE. Em nối điểm D với điểm E vào để chúng ta có tứ giác BCDE. Ý thứ hai là chứng minh tam giác ADE. ADE đồng dạng với tam giác ABC. ABC đây. Rồi, bây giờ em đọc tiếp tục phần B nhé. Ở phần B chúng ta vẽ đường kính AK của đường tròn tâm O. Đường kính AK từ A em nối qua điểm O. Cắt đường tròn tại điểm này, điểm K này. Đây đường kính AK này. Gọi giao điểm của AK và DE là điểm Y. AK này, DE cắt nhau tại một điểm. Điểm này là tên là điểm Y. Ý thứ nhất của phần B là yêu cầu chứng minh cho AK vuông góc với DE. AK góc DE. Ý thứ hai là chứng minh DE nhân CF bằng EI nhân BC. Em đọc tiếp phần thứ ba xem hình chúng ta có điều gì nữa không nào. Phần thứ ba, phần C. Tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O cắt DE tại N. Vậy bây giờ em phải vẽ tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O. Tiếp tuyến sẽ vuông góc với bán kính OB. Em nối OB vào để có bán kính. Sau đó em vẽ đường thẳng vuông góc với OB tại B. Đây chính là tiếp tuyến này. Tiếp tuyến vuông góc bán kính. Tiếp tuyến này cắt DE tại điểm N. Em nối D với E và kéo dài DE ra. Điểm này là tên điểm N đây.
Và giao điểm của HK với BC là điểm M. Em nối HK vào. Cắt BC tại điểm này là tên điểm M này. Ở đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh CE song song với MN. Đây đoạn CE đây. Em nối MN vào. Rồi, như vậy là chúng ta đọc đề bài từ đầu đến cuối và đọc qua các phần ABC. Chúng ta vẽ toàn bộ hình của bài toán như thế này. Đây là phần hình vẽ này. À, bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết từng phần. Đầu tiên là phần A, yêu cầu chứng minh hai ý. Ý thứ nhất là chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp. BCDE nội tiếp. Em thấy cái tứ giác này chúng ta làm rất nhiều lần rồi. Đơn giản là tứ giác này có hai cái góc tại đỉnh E này và đỉnh D này, hai góc này cùng chắn cạnh BC. Hai góc này bằng nhau bởi vì đều bằng 90 độ cho nên suy ra tứ giác nội tiếp. À, bây giờ em sẽ trình bày vào trong bài làm. Như là phần A này. Thì đầu tiên em giải thích cái góc này nó vuông, góc tại E vuông. Em giải thích là ta có CE là đường cao của tam giác ABC. Cho nên em có được CE sẽ vuông góc với cạnh AB. Từ đây em có góc BEC bằng 90 độ. Góc BEC bằng 90 độ. Tương tự như vậy em cũng lý luận là BD là đường cao của tam giác ABC. Em cũng có được BD vuông góc AC. Và em có góc BDC bằng 90 độ. Từ đây chúng ta đi xét tứ giác BCDE. Em đi xét tứ giác BCDE. Có hai góc chúng ta vừa chứng minh bằng nhau đây, góc BEC này bằng với góc BDC bởi vì đều bằng 90 độ. Mà hai góc này cùng chắn cạnh BC. Từ đây em suy ra tứ giác đón nội tiếp đường tròn. Từ đây em có là tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn. Thì em thấy là tứ giác này nó được tạo bởi hai tam giác vuông có chung nhau một cạnh huyền là cạnh BC, cho nên chúng ta có thể chỉ ra thêm đó là cạnh BC chính là đường kính nội tiếp đường tròn, đường kính BC. Đây là ý thứ nhất này. Thì nói chung là đa số các em đi thi thì đến tầm này cái tứ giác này chắc chắn em sẽ làm được. Chỉ có điều là trong quá trình em lý luận chúng ta không làm tắt quá nhé. Chúng ta phải lý luận các bước ra thì em mới đạt được tối đa số điểm. Nếu em làm tắt quá là chúng ta sẽ bị trừ điểm. Bây giờ ý thứ hai là chứng minh tam giác ADE. ADE này đồng dạng với tam giác ABC. Thì để chứng minh hai tam giác này đồng dạng, em thấy hai tam giác này có cái góc A đây này. Đấy, chính là góc chung. Và chúng ta có góc D1 đây. Góc D1 này bằng với góc B. Hoặc là em có thể chỉ ra góc E1 bằng góc C ở đây cũng được. Bởi vì một tứ giác nội tiếp thì góc bên ngoài
sẽ bằng góc bên trong tại đỉnh đối diện, bởi vì nó cùng bù với góc này này. Chưa? Như vậy là đủ điều kiện nhé. Thì em nhân tiện em suy ra luôn này. Đây chúng ta đang có tứ giác nội tiếp thì suy ra luôn. Góc D1 này bằng góc này A, B, C. Bởi vì là cùng bù với, cùng bù có nghĩa là cùng cộng với góc đó ra 180 độ, cùng bù với góc này E, D, C. Trong một tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối diện bằng 180 độ mà hai góc này kề bù với nhau này, cho nên chúng ta ghi tắt là cùng bù với góc EDC, được chưa? Rồi bây giờ đến chuyển ý này, xét tam giác. Xét tam giác ADE và tam giác ABC có góc tại đỉnh A là góc chung, nhưng đây nó có mấy cái đường nó xen vào đây, chúng ta đọc hẳn ra. Đó là góc BAC là góc chung. Em ghi hẳn là như vậy. Và cặp góc thứ hai chính là cặp mà chúng ta vừa ghi phía trên này, đó là góc D1 này bằng góc ABC. Thì từ đây em suy ra hai tam giác sẽ đồng dạng. Tam giác ADE sẽ đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp góc góc. À, đến đây là điều phải chứng minh, là chúng ta chứng minh được hai ý của phần A. Thì nếu như mà em mà trình bày như thế này thì biểu điểm của chúng ta khi mà chứng minh được tứ giác nội tiếp này là chúng ta sẽ được 0,5 điểm, được một nửa điểm này. Chứng minh hai tam giác đồng dạng phía sau này chúng ta được 0,5 điểm. Cộng thêm hình vẽ, nếu em vẽ chính xác hình vẽ, chỉ cần vẽ hình vẽ đến phần A thôi là chúng ta được 0,25 điểm hình vẽ. Như vậy từ đầu đến bây giờ, từ đầu bài 5 đến bây giờ, nếu em làm như thế này em đã được là 1,25 điểm rồi. Đấy, chú ý chúng ta trình bày cẩn thận để không bị mất điểm. Bây giờ chúng ta chuyển sang đến phần B. Ở phần B thì trước hết là chúng ta cùng đi phân tích để tìm lời giải nhé. Đề bài cho chúng ta là hãy kẻ đường kính AK và gọi giao điểm của AK với DE là điểm Y. Chứng minh hai ý. Ý thứ nhất là AK vuông góc với DE. Ý thứ hai là DE nhân CF bằng EI nhân BC. Thì cái ý thứ nhất này là chúng ta làm cũng tương đối nhiều trong quá trình chúng ta luyện đề rồi. Để chứng minh AK vuông góc DE, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là em đi em kẻ cái tiếp tuyến tại đỉnh A này ra để em làm. Được chưa? Cách thứ hai em cứ để nguyên, em không cần kẻ vẫn làm được. Thì ở đây thầy sẽ giới thiệu cả hai cách để các em nhớ lại. Đến phần B này. Ở đây thầy giới thiệu lại cách 1 này. Cách 1 là cái cách truyền thống mà chúng ta kẻ tiếp tuyến tại đỉnh A. Em kẻ vào đây, tiếp tuyến vuông góc của bán kính này. Ví dụ ta đặt tên là XY nhé. XY này. Khi kẻ tiếp tuyến thì em ký hiệu đây vuông góc bán kính này. Vậy thì em trình bày vào trong bài làm. Trước hết là em phải nói là tại A kẻ tiếp tuyến XY với đường tròn tâm O thì khi mà em kẻ tiếp tuyến em có ngay được là XY này sẽ vuông góc với bán kính OA.
Hay nói cách khác là xy này sẽ vuông góc với đường kính AK luôn đi. Chưa? Hay bởi vì cái đoạn mà chúng ta chứng minh này liên quan đến đây, liên quan đến AK đây này. Đây, em nhìn lại đề bài nhé. Đây, AK đây, chúng ta nói luôn AK nhé. Và cái thứ hai là em sẽ có góc A1 đây này. Đây là góc tạo bởi tiếp tuyến XY và dây cung AC. Nó chắn cung AC. Như vậy trong một đường tròn thì khi mà có góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chúng ta phải nghĩ ngay đến góc nội tiếp bởi vì hai góc này bằng nhau. Đây, góc A1 đây. Nó sẽ bằng góc tại đỉnh B ở chỗ này. Hai góc này sẽ bằng nhau. Bởi vì là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung này, góc nội tiếp này, cùng chắn cung AC. À, em suy ra ý tiếp theo. Đó là góc A1 này sẽ bằng với góc ABC, góc ABC này. Bởi vì bằng một nửa số đo của cung AC. Và em giải thích đây là các góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung trong đường tròn tâm O cùng chắn cung AC. Rồi mà tiếp theo chúng ta lại có này, góc B này bằng góc D1 mà. Để giải thích góc B bằng góc D1 thì em phải lấy cái dữ kiện của cái phần trên này này. Đây, D1 bằng ABC chúng ta làm đây đấy nhé. Chúng ta ghi lại này. Mà góc D1 bằng góc ABC chúng ta đã chứng minh ở phía trên rồi, phần A rồi. Thì từ đây theo tính chất bắc cầu, đây là góc A1 bằng góc ABC, đây góc ABC bằng góc D1, thì từ đây em có được góc A1 sẽ bằng góc D1. Mà em nhìn ở trên hình em thấy ngay góc A1 góc D1. Đây là hai góc ở vị trí soi le trong. Ở đây thầy ghi cái điểm Y sang bên này chúng ta lại nhầm. Sợ là chúng ta lại nhầm cái chỗ này đấy, cứ tưởng là Y1 điểm Y sang bên này nhá. Rồi. Mà hai góc này ở vị trí soi le trong. Thì từ đây em đã suy ra được XY này sẽ song song với ED. Cái ý mà XY vuông góc AK thầy hiệu là số 1. Còn cái ý thứ hai là XY song song ED hiệu ý số 2. Hay như vậy từ 1 và 2, từ 1 này và 2 thì em sẽ suy ra được AK sẽ vuông góc với ED. Và đây chính là điều phải chứng minh. Từ 1 và 2. Em suy ra được AK sẽ vuông góc với ED. Đây chính là điều phải chứng minh, ý đầu tiên này. Nếu như một đường thẳng mà vuông góc với một trong hai đường song song thì nó sẽ vuông góc đường còn lại. Đây chính là kiến thức mà chúng ta học lớp dưới đây. Được chưa? Như vậy nếu em làm được cái phần B ý đầu tiên này thì đến chỗ này em sẽ được 0,5 điểm. Cái đoạn này được 0,5 điểm này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em chứng minh cái cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta chứng minh cho AK vuông góc DE mà không phải kẻ tiếp tuyến tại A.
Với cái cách này thì em phải dựa vào cái đường kính này, dựa vào đường kính AK chúng ta giải quyết. Đầu tiên em nối điểm C với điểm K vào. Nối điểm C với điểm K vào. Thì em có ngay cái góc này. Cái góc này này. Góc này bằng 90 độ nhé. Đây ghi bằng bút chì thôi, bởi vì trong đề bài chưa cho nhé. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng 90 độ, được chưa? Em dựa đấy em làm. Cách 2. Trước hết là thầy nói về mặt ý tưởng trước đã. Em ghi hiệu đây là góc A2 này. Để chứng minh cho AK vuông góc ED, ta cần phải đi chứng minh cho góc A2 cộng với góc D1 bằng 90 độ thì ta sẽ có tam giác AID là tam giác vuông tại Y. Yeah. Em cần chứng minh hai góc đấy cộng với nhau bằng 90 độ. Bây giờ em chuyển góc thì là xong. Thứ nhất là góc D1 này. Em chuyển về góc B. Góc D1 bằng góc B. Thứ hai là góc B em chuyển về góc K1 này. Đấy, góc K1 này. Bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn vuông AC. Mà chúng ta lại có được K1 cộng với góc A2 bằng 90 độ về góc này bằng 90 độ đây. Thì từ đó em suy ra được A2 cộng với D1 cũng bằng 90 độ. Đấy là ý tưởng ta làm bài nhé. Bây giờ chúng ta đi trình bày. Trước hết là em sẽ giải thích là ta có góc ACK bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp. Chắn nửa đường tròn. Tâm O. Từ đây em suy ra được góc A2 cộng với K1 bằng 90 độ. Giờ em chuyển góc đi. Mà K1 bằng với góc ABC. Góc ABC này. Bởi vì bằng một nửa số đo của cung AC. Ta giải thích là các góc nội tiếp cùng chắn cung AC của đường tròn tâm O mà chúng ta lại có góc ABC bằng góc D1, lại có góc ABC bằng góc D1. Cái ý này em giải thích ở phần A rồi, bây giờ chúng ta không giải thích lại nữa nhé. Từ đây bắt cầu em suy ra góc K1 bằng góc D1. Vậy từ đây em suy ra đây, A2 cộng K1 bằng 90 độ thì em suy ra là A2 cộng với K1 em thay vào góc D1. Như vậy em có là A2 cộng với D1 bằng 90 độ. Từ đây em có được tam giác AID vuông tại Y. Rồi, và em suy ra được AK sẽ vuông góc ED. Điều phải chứng minh. Đây là cách thứ hai. Như vậy trong quá trình ôn đề chúng ta đã làm theo hai cách này. Cách cơ bản là chúng ta giải bằng cách là kẻ tiếp tuyến tại A. Còn cái cách thứ hai chúng ta kẻ đường kính AK nhé. Có hai cách như vậy, em ghi nhớ để chúng ta gặp bài tập dạng này chúng ta phải biết cách làm như thế này. Tiếp theo bây giờ thầy sẽ đi phân tích để tìm ra hướng giải cái ý thứ hai của phần B này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi phân tích ra nháp. Đề bài yêu cầu là chứng minh DE nhân với CF bằng EI nhân với BC. Thông thường khi gặp bài tập mà chứng minh đẳng thức mà nó có cái dạng là tích của các đoạn thẳng thì cái việc đầu tiên em nghĩ là chúng ta sẽ đi chuyển cái này
về dạng tỉ số, xem liệu chúng ta có chứng minh được thông qua tam giác đồng dạng được hay không. Thì ở đây là DE nhân CF. Thì ở trên tử bên phía trái viết là DE, thì dưới mẫu phía phải thì viết là CF, ta viết theo đường chéo này. Còn hai cái đoạn này viết đâu cũng được. Ví dụ đây là viết EI, đây là viết là BC. Rồi khi chúng ta chuyển về dạng tỉ số này, em nhìn vào đây xem chúng ta có thể chứng minh thông qua tam giác đồng dạng được hay không. Trước hết em nhìn theo chiều dọc này, chúng ta có 3 điểm D, điểm E, điểm I. D, điểm E, điểm I. Thì em thấy là 3 điểm này là 3 điểm thẳng hàng thì không có tam giác đồng dạng được. Em nhìn thấy chiều ngang này, điểm D, điểm E, điểm B, điểm C có 4 điểm. 4 điểm thì không thể có tam giác được rồi. Khi chúng ta gặp cái tình huống mà tỉ số nó rơi vào cái trường hợp là 3 điểm thẳng hàng thì có thể chúng ta giải quyết bằng cách là sử dụng tính chất phân giác của tam giác. Thì tuy nhiên ở bài này mà chúng ta sử dụng tính chất phân giác của tam giác thì không khả thi, không làm được. Tuy rằng là bài này em có thể chứng minh được DB là phân giác của góc EDF, nhưng chúng ta làm rất là khó khăn trong ý này. Vậy bây giờ chúng ta phải chuyển hướng đi. Vậy chúng ta chứng minh bằng cách nào? Rất nhiều bạn là khi làm đến đây là chúng ta sẽ bị bế tắc ngay từ chỗ này. Tức là em không xác định được là chúng ta đi chứng minh tam giác nào đồng dạng với nhau, bế tắc từ đây trở đi. Vậy thì em phải nhớ là khi mà chúng ta luyện đề, thầy nhắc nhiều lần là em luôn luôn nhớ chúng ta phải sử dụng kết quả của các phần đầu này, chúng ta làm cho phần sau. Bây giờ em để ý này, cái đoạn DE này, đây, nó nằm ở trong tam giác ADE. Đoạn BC này nằm ở trong tam giác ABC, mà hai tam giác này đồng dạng với nhau theo phần A. Điều đó có nghĩa là sau khi nghĩ hết các cách rồi, em biết chắc chắn là phải sử dụng cái điều này. Vậy thì bây giờ theo A, chúng ta có tam giác ADE này đồng dạng với tam giác ABC. Em chia tỉ số cạnh ra. Đầu tiên em cứ chia hết ra. AD chia AB bằng DE này chia cho BC bằng AE chia AC. Khi mà chia xong thì em nhìn vào cái tỉ số này. Ở đây có tỉ số là DE đây, đoạn DE đây, đoạn BC đây. DE chia BC. Như vậy cái tỉ số mà chúng ta vừa viết đây em biến đổi thêm một chút nữa. Đó là em lấy tử chia cho tử này. Mẫu chia mẫu. DE phần BC bằng EI phần CF. Đến đây thì em có được cái tỉ số này giống nhau đây. Đấy. Thì từ đây em tiếp tục suy luận ngược lại để chứng minh được cái điều này. Thì từ hai cái dữ kiện này rõ ràng là chúng ta phải đi chứng minh EI này phần CF bằng AD phần AB và bằng AE phần AC. Bây giờ là buộc em phải lựa chọn chúng ta kết hợp hai cái này với nhau hoặc là hai cái này với nhau. Tuyệt đối là không được kết hợp hai cái này nhé, bởi vì hai cái này nó không liên quan đến các đoạn EI CF này. Chúng ta phải kết hợp này tỉ số thứ nhất với thứ hai hoặc tỉ số thứ nhất với thứ ba. Giả sử em nhìn hai cái tỉ số đầu này xem có không nhé. Điểm E, điểm I, điểm C, điểm F, 4 điểm không tạo ra tam giác. Bây giờ nhìn theo chiều này, điểm E, điểm I, điểm A, điểm D không được. À, như vậy ta kết hợp hai cái này 1 với 3. Để em nhìn thử nào. Điểm E, điểm I, điểm A. A, I, E có tam giác, được chưa? Điểm C, điểm F, điểm A. C, F, A này. Và chúng ta cũng có tam giác. Như vậy là từ đây em sẽ suy luận ngược, chúng ta phải đi chứng minh hai tam giác là đồng dạng. Tam giác này A, I, E. Cái đoạn này bỏ đi nhé, không dùng được nhé. Sử dụng 1 với 3 này.
AIE đồng dạng với tam giác AFC. Bây giờ viết đúng thứ tự nhé. AFC. Rồi. Như vậy thì khi làm bài thì các em xuất phát từ đâu? Trước hết là để mà chúng ta nghĩ ra đến đâu chúng ta làm đến đấy, để chúng ta ăn điểm trước, thì khi làm bài chúng ta nên làm từ chỗ này. Em ghi ra thì em cũng được một chút điểm, khoảng là 0,25 điểm, được chưa? Kể cả chúng ta không nghĩ ra phần sau nhưng ghi đoạn này ra. Và bây giờ khi làm bài chính thức thì em sẽ ghi như sau. Hết phần nháp nhé, bây giờ là lời giải chính thức này. Đấy, khi làm bài chính thức thì em sẽ ghi là đầu tiên em ghi theo phần A ta có tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC. Và em ghi tỷ số ra. Chép lại toàn bộ cái trên xuống thôi. Rồi. Sau đó đến ý thứ hai là sẽ đi xét tam giác này. Xét tam giác AIE và tam giác AFC có tam giác AIE này, tam giác AFC, thứ nhất là mỗi một tam giác đều có một góc bằng 90 độ, đó là góc AIE bằng góc AFC đều bằng 90 độ. Bởi vì vừa rồi em chứng minh được là AK vuông góc ED rồi nhé, cho nên góc này bằng 90 độ này. Cái thứ hai là chúng ta có góc này, góc E1 này, góc E1 đây nhá. Góc này này. Đây, để nhau gạch ba cái gạch này vào đây. Bằng góc tại C đây. Bởi vì là tứ giác BCDE nội tiếp cho nên hai góc này sẽ bằng nhau. Em có thể ghi là góc E1 bằng với góc ACF. Em mà giải thích bên ngoài dấu ngoặc này là do tứ giác BCDE nội tiếp rồi. Từ đây là hai tam giác chúng ta đang xét sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc tam giác AIE đồng dạng với tam giác AFC góc góc. Sau đó em chia hết các tỷ số ra. AI chia cho AF bằng IE chia cho FC và bằng AE chia cho AC. Và đến đây thì cái dữ kiện này ký hiệu là ý 1 sao này, dữ kiện này ký hiệu là ý 2 sao này. Thì em viết đến đây em thấy là có cái tỷ số này là giống nhau đây. AE phần AC này. Đó. Thì từ đây em nối vào em sẽ có được tỷ số này. DE phần BC sẽ bằng EI phần FC, nối nó vào vậy từ 1 sao 2 sao. Em suy ra DE phần BC sẽ bằng EI phần FC. Này chính là cái đoạn này đây nhé. Đấy, bây giờ em nhân chéo lên là xong. DE nhân FC cũng chính là CF đấy, bằng EI nhân BC. Đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy khi các em thực hiện làm bài thì em nhớ là phần B của bài toán hình thường là chưa phải là phần khó lắm. Chỉ có điều là chúng ta chưa nhìn được ra cái phương pháp để chúng ta giải thôi. Thì các em nhớ là khi các em giải bài tập toán hình, em luôn luôn
nghĩ đến cái kết quả của phần đầu để chúng ta vận dụng phần sau. Giả sử như mà có bí lắm thì em cứ ghi cái đoạn này ra, theo phần A ta có này, đến đây. Nói cho em dừng lại thì em cũng được một ít điểm, khoảng là 0,25 điểm, còn hơn là chúng ta không ghi cái gì cả. Lưu ý nhé. Rồi, như vậy chúng ta kết thúc phần B tại đây. Cuối cùng bây giờ thầy phân tích lời giải phần C cho các em bài này. Phần C yêu cầu là chứng minh cho CE song song với MN. Đây, đầu tiên phân tích cách giải trước. Đây, chúng ta thực hiện thật nháp nhé. Để chứng minh cho CE song song với MN. Ở đây em nhận thấy này, CE đã vuông góc với AB rồi. Đây, bởi vì là CE này vuông góc AB. Cái này đã có sẵn rồi. Mà để chứng minh cho CE song song với MN thì em phải đi chứng minh cho MN vuông góc AB. Thì làm thế nào để chứng minh cho MN vuông góc AB? Ở đây trước hết là em nhìn thấy cái hình dạng bài như thế này. Với cái kiểu bài như thế này thì chắc chắn một điều là em phải đi chứng minh cho tứ giác BHCK là hình bình hành. Như vậy thì khi em gặp cái bài toán mà có dạng như phần C như thế này này, tuy rằng chúng ta chưa nghĩ ra cách để làm trọn vẹn phần C, nhưng mà chắc chắn em phải đi em trình bày cái việc mà chứng minh cho tứ giác BHCK là hình bình hành vào trong bài thi để chúng ta kiếm lên một ít điểm đã, đã chưa? Rồi chúng ta mới nghĩ tiếp. Đấy là cách chúng ta đi làm bài thi. Vậy thì đây tuy là nháp này, cái này chúng ta chưa giải quyết được nhé, nhưng mà em phải chứng minh là hình bình hành trước đã. Đây, bây giờ ta đi làm. Rồi lát chúng ta quay về vấn đề này sau nhé. Tứ giác này muốn chứng minh là hình bình hành, đây là bài toán hết sức quen thuộc, chúng ta làm rồi, nhiều lần rồi. Chúng ta chứng minh cho tứ giác này có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Đầu tiên là em sẽ lý luận như sau. Chúng ta có góc ACK bằng 90 độ. Giả sử ở phần này, cái phần B này chứng minh vuông góc này, mà em không làm theo cách thứ hai, em chỉ làm theo cái cách là kẻ tiếp tuyến tại A thôi, thì ở đây em phải nói lại là ta có góc ACK bằng 90 độ. Còn nếu như em làm theo cách thứ hai thì cái chỗ này em không cần trình bày lại nữa. Thế tùy theo từng cách làm của các em nhé. Ở đây thầy cứ làm lại cho chắc ăn. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Đó, thì từ đây em sẽ có được là CK vuông góc với AC. Mà em lại có là BH cũng vuông góc AC. Bởi vì đơn giản là H là trực tâm của tam giác ABC. Từ đây em suy ra được CK sẽ song song với BH. Rồi chứng minh tương tự như vậy. Chứng minh tương tự. Ta cũng có KB song song với CH. Và từ đây em suy ra tứ giác BHCK là hình bình hành. Mà theo đề bài ở đây, cái giao điểm của hai đường chéo HK và BC này, của cái hình bình hành này này, là tại điểm M. Đấy là điểm M đây. Vậy suy ra M sẽ là trung điểm của BC và của HK. Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Được chưa? Vậy em trình bày tiếp theo nhé. Mà
chúng ta lại có này. M là giao điểm của hai đường chéo. HK và BC. Cho nên em suy ra là M là trung điểm BC. Khi mà em có M là trung điểm BC mà ở phần A chúng ta đã nói là tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn, đường kính là BC, M là trung điểm BC, chứng tỏ là M là tâm của đường tròn đường kính BC. M là tâm đường tròn. Như vậy ở cái phần A là chúng ta nói nội tiếp đường tròn, sau đó chúng ta nói thêm đường kính vào nữa, rất là hợp lý để chúng ta dùng cho làm cái phần này, đỡ phải nói lại, là tâm đường tròn đường kính BC. Rồi, nếu như M là tâm đường tròn đường kính BC, vậy bây giờ quay lại vấn đề ở đây, để chứng minh cho MN vuông góc AB, chúng ta chứng minh như thế nào? Chúng ta sẽ đi chứng minh cho MN là đường trung trực của BE, phải chưa? Chúng ta chứng minh này, MN là trung trực của BE. Thế muốn chứng minh M là trung trực của BE, chúng ta chứng minh cho MB bằng ME. MB bằng ME này. Đấy, M là tâm đường tròn đường kính BC. Như vậy là MB sẽ bằng ME, bởi vì chính là bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp tứ giác này BEDC, được chưa? Chính là bán kính nhá. Và phải chứng minh cho NB bằng NE nữa. Rồi, ý này. Từ đây em sẽ suy ra này, MB này bằng ME. Đây em giải thích đây, vì là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCDE. Khi chúng ta có điểm M cách đều hai điểm B và điểm E, điều đó suy ra điểm M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BE. Và đây là một ý chính đầu tiên. Vừa rồi chúng ta ký hiệu là 1 sao, 2 sao rồi. Bây giờ thầy ký hiệu là 3 sao đi nhé. Thì như thầy vừa nói ở ban đầu, nếu như mà phần C chúng ta không nghĩ lời giải thì ít nhất em phải trình bày đến chỗ này. Đây, trình bày chỗ này. Em cũng được một ít điểm rồi, đấy chưa? Đấy, cứ mạnh dạn làm đi. Không có phải bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta phải trình bày đến đây. Cái đoạn sau không nghĩ thì thôi. Được cái điểm nào tốt thì đấy. Rồi bây giờ tiếp theo, làm thế nào để chúng ta chứng minh cho NB bằng NE đây? NB bằng NE thì chúng ta phải đi chứng minh cho tam giác BNE là cân tại N. Đấy, tam giác này. BNE này, cân tại N. Mà muốn chứng minh tam giác này cân thì chúng ta phải đi chứng minh cho góc này, góc B1 này bằng góc E2 đây. B1 bằng góc E2. Được chưa? Rồi bây giờ chứng minh chỗ này. Bắt đầu tập trung làm bài. Để chứng minh cho B1 bằng E2 quá đơn giản như sau. Thứ nhất là đây, chuyển góc đi. B1 này. Đây. Là góc tạo bởi tiếp tuyến này và dây cung này, chắn cung AB này, thì ngay lập tức nó sẽ bằng cái góc nội tiếp này, góc C này, đã chưa? Cũng là góc tạo góc nội tiếp chắn cung AC AB đây, nhá chưa? Hai góc này bằng nhau. Đó. Mà góc C này bằng góc E1, đó, làm ở phía trên rồi, làm rồi nhá. Bằng E1. Mà E1 lại bằng E2, hai góc này đối đỉnh.
Đấy, bắc cầu là suy ra có bằng nhau. Đấy, ý tưởng ta như vậy. Rồi, trình bày lại thôi nhé. Để trình bày này. Xét đường tròn tâm O có góc B1 bằng mấy góc ACB đều bằng một nửa số đo của cung AB. Bây giờ giải thích lý do. Đây là các góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Cùng chắn cung AB. Giải thích hơi dài dòng một chút phải không nhỉ? Rồi. Mà góc ACB lại bằng góc E1. Chứng minh ở phía trên rồi nhé. Góc ACB bằng góc E1. Bởi vì tứ giác nội tiếp cho nên góc bên trong bằng góc bên ngoài tại đỉnh đối diện. Ta giải thích bên trên rồi, không phải thấy lại nữa. Rồi tiếp theo. E1 bằng E2. Hai góc đối đỉnh. Từ đây bắc cầu. Bắc cầu một loạt này thì em suy ra được góc B1 sẽ bằng góc E2. Đó. Đến chỗ này đây này. Để diễn lại thôi nhá. Phải từ đây suy ra tam giác BNE cân tại N. Suy ra NB bằng NE. Đó. Như vậy thì em thấy là điểm N cách đều hai điểm B và E. Tương tự như vậy em sẽ suy ra điểm N này thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BE và đây là ý 4 sao. Từ 3 sao và 4 sao em suy ra. MN là đường trung trực của đoạn BE. MN là đường trung trực của đoạn thẳng BE. Rồi, đây, MN là trục BE. Như vậy, từ đây suy ra MN sẽ phải vuông góc với BE. Mà BE hay AB là như nhau, hay chúng ta có được MN vuông góc với AB. Được chưa? Đấy. Lại có CE cũng vuông góc AB. Đường cao, được chưa? Rồi, từ đây suy ra MN song song với CE. Đây là điều phải chứng minh. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta giải quyết xong toàn bộ bài toán hình. Các em nhìn lại xem. Hôm nay các em thi thử xem chúng ta làm được bao nhiêu phần trăm của cái bài toán hình này. Được bao nhiêu điểm nhé. Đấy.